Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cấp chua nhà mình nha, cũ đây, cũ này, cũ nó sống này. Sau một thời gian thì nhà vườn thu hoạch nha, cứ kỳ là dăm có đoạn này thôi. Sau một thời gian này nó ra cũ này, rất chi là quái luôn nha. Thích hợp cho nhà mình về để ghép cốc thái là tuyệt vời luôn, ghép đá rồi ok luôn nha. Nhà mình xem tham khảo nha, ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cây này có mã số là 718 nha. Có cái hoành ngay đây tầm 10 nha mình. Hoành 10 á. Đây, còn cái rễ nó ra cũ nè. Quá dữ luôn nha. Đây, vòng tròn luôn. Vòng tròn luôn nè. Rất chi là quái luôn nha. Cây này quái rồi. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 400k bao ship nha. Một củ cốc chua nha mình. Nhà mình xem tham khảo ưng ý được chiên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cây này về mình cho nó bám đá là tuyệt vời luôn nha. Quá quái luôn. Củ này quái nha. Nhỏ mà có vỏ nha mình. Rồi nhà mình xem tham khảo nha, được chiên thì ủng hộ luôn. Rồi mã số 718 giao lưu nhanh với nhà mình là 400k bao ship nha, cho một củ cốc chua siêu quái này mà. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.